Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu video cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video về kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa hoặc là siêu thị mini nha các bạn. Để mở một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ ở địa phương hoặc khu phố mình đang sinh sống thì các bạn phải thực hiện theo các cái bước mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Các bạn hãy theo dõi hết video để có thể cho mình một chút cái kinh nghiệm để chuẩn bị mở cái cửa hàng tạp hóa cho mình nó tốt hơn nha các bạn. Để có thể mở cho mình một cái cửa hàng tạp hóa ở siêu thị mini thì các bạn phải trải qua các cái bước cơ bản để các bạn có thể mở cho mình một cái cửa hàng nó hoàn thiện. Cái bước đầu tiên các bạn phải thực hiện đấy là nghiên cứu thị trường kinh doanh của cửa hàng tạp hóa nha các bạn. Để một cái cửa hàng tạp hóa nó thành công thì các bạn cần phải bỏ một chút thời gian của mình để phân tích thị trường và tham khảo và đánh giá cái khu vực của các bạn, xem cái lượng người và lượng khách hàng, mục tiêu, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng như những cái rủi ro khi tham gia vào thị trường kinh doanh cửa hàng tạp hóa ở siêu thị mini này nha các bạn. Cái công việc thứ hai mà các bạn cần làm đấy là chọn được một cái địa điểm mở cửa hàng nó đẹp nhất nha các bạn. Cái ngành kinh doanh tạp hóa ở siêu thị mini này quan trọng nhất vẫn là cái địa điểm bán hàng. Vì để một cái cửa hàng nó có khách, có đông khách ra vào thì cái địa điểm các bạn phải lựa chọn đấy là những cái khu vực và cái vị trí nó đẹp, nó đông dân cư và tốt nhất là ở các cái ngã ba, ngã tư và trục đường chính nha các bạn. Mở cửa hàng tạp hóa thì ở cái khu vực đông dân cư này, gần các cái chung cư, trường học, trên các cái trục đường chính, khu phố vui chơi, giải trí, có lưu lượng người qua lại càng lớn thì càng tốt nha các bạn. Để cạnh tranh về yếu tố vị trí thì các bạn cần quan tâm đến diện tích cửa hàng và khu vực trước cửa hàng và chi phí thuê mặt bằng. Với những mặt bằng đẹp, giá trị thuê cửa hàng thì chiều rộng thì khoảng dao động từ 10 đến 15 triệu nha các bạn. Một điều rất là thuận lợi nếu mà như các bạn có cái mặt bằng của chính gia đình các bạn thì các bạn có thể tận dụng các cái diện tích mà các bạn có thì để có thể mở cho mình cái cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị mini, nó rất là cạnh tranh nha các bạn. Vì các bạn không phải bỏ một số tiền 10 đến 15 triệu để thuê một cái mặt bằng. Đó cũng là một cái lợi thế để các bạn cạnh tranh với những cái cửa hàng đã mở trước đó nha các bạn. Sau khi mà tìm được một cái mặt bằng phù hợp thì việc tiếp theo các bạn cần là phân tích đối thủ cạnh tranh trong khu vực mở cửa hàng. Hãy dành một chút thời gian để phân tích tình hình thực tế của các cái cửa hàng siêu thị mini hoặc là cửa hàng tạp hóa có ở trong cái địa bàn của các bạn đang chuẩn bị mở nha các bạn. Bước tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là xác định một cái chi phí để các bạn có thể mở cho mình cái cửa hàng tạp hóa. Chi phí mở cửa hàng tạp hóa thì bao gồm những gì? Thứ nhất, bao gồm phí nhập hàng này, phí thuê mặt bằng nếu có,
phí thuê nhân viên. Nếu mà cửa hàng của các bạn lớn thì các bạn có thể thuê 1 đến 2 nhân viên. Tiền đầu tư giá kệ thì tất nhiên là tất cả các cái cửa hàng các bạn muốn mở ra vừa trưng bày nó đẹp và nó hợp lý thì dễ lấy, thì các bạn nên đầu tư một cái bộ dàn kệ để hàng, thiết kế biển bảng và một số các cái phần mềm in hóa đơn, máy làm mát và một số cái mắt camera để giám sát trong cửa hàng và ngoài cửa hàng nhé các bạn. Theo mình cũng đang là mở cửa hàng tạp hóa thì diện tích kinh doanh mà phí mở cửa hàng tạp hóa cũng khác nhau nhé các bạn. Kinh nghiệm mở cửa hàng của mình thì cho thấy là tổng chi phí của một cửa hàng tạp hóa nhỏ chứa các cái mà loại hàng hóa cơ bản như đồ khô này, đồ ăn nhanh, đồ uống, bánh kẹo, đường sữa, hóa mỹ phẩm, chi phí đầu tư dao động từ 100 cho đến 500 triệu tùy vào cái lượng vốn mà các bạn có. Thì các bạn có thể mở các cái quy mô nó lớn hơn, lượng hàng dự trữ trong kho, đầu tư nhiều máy móc hỗ trợ, thì cái chi phí nó sẽ dao động nó từ khoảng 400 cho đến 700 nha các bạn. Với cái tình hình giá cả hiện tại như bây giờ thì các bạn ít nhất thì các bạn cũng phải đầu tư từ 300 đến khoảng 600 triệu thì các bạn mới có thể cạnh tranh được với những cái cửa hàng mà họ đã có từ trước nha các bạn. Cái mục tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là danh mục các cái mặt hàng cần bán. Để một cái cửa hàng nó đa dạng phong phú thì các bạn cần phải tìm hiểu và thống kê ra những cái mặt hàng cần thiết để phục vụ cho cái cửa hàng của mình. Theo như cái những cái kinh nghiệm của mình đã đang mở và hiện tại cửa hàng của mình thì để phục vụ tốt những nhu cầu của khách hàng thì các bạn cần phải cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày từ cây kim, cây chỉ, các cái bánh, thuốc, bao thuốc, xà phòng giặt cho đến bia rượu, bột đồ gia dụng. Việc lập danh sách mục hàng hóa thì cần bán và số lượng nhập phải dựa trên giá cả, nguồn vốn mà các bạn đang có và đối tượng khách hàng mục tiêu các bạn mà muốn hướng tới là những mục tiêu khách hàng như thế nào thì các bạn sẽ liệt kê một chút về cái hàng hóa nha các bạn. Các bạn có thể quan sát một thời gian để cái thói quen của khách hàng ở cái khu vực các bạn mua để các bạn có thể lên thêm một vài các cái mặt hàng để cho cái cửa hàng nó mình thêm nó phong phú các cái mặt hàng khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn nha các bạn. Nếu sở hữu một cái lượng vốn lớn thì các bạn cũng không nên nhập và dự trữ quá nhiều hàng trong cửa hàng, vì việc nhập như vậy thì có thể khiến bạn bị tổn hại về thứ nhất là về hạn đát và thứ hai là về khi mà các bạn nhập quá nhiều các bạn không thể kiểm đếm được cái lượng hàng ở trong kho thì các bạn cũng có thể bị ảnh hưởng rất nhiều vì cái đặc điểm của cái ngành kinh doanh cửa hàng tạp hóa này thì các cái mặt hàng nó rất là nhanh hết hạn và hết đát nên các bạn mà không quản lý, không giám sát thì rất nhanh các cái mặt hàng ở trong kho nó sẽ bị hết hạn, cận đát là rất là khó bán nha các bạn. Các bạn có vốn thì các bạn cũng chỉ ôm những cái chương trình mà nó đẹp thôi, thì còn các cái chương trình bình thường thì các bạn cũng cứ nhập với số lượng vừa đủ, hết thì các bạn lại bổ sung thêm để cho cái mặt hàng ở trong cửa hàng của mình nó luôn luôn được cái hạn đát nó mới thì khách hàng mua họ sẽ yên tâm và sẽ không lo lắng khi mà vào cửa hàng của mình để mua hàng nhé các bạn. Tiếp theo mình muốn chia sẻ một cái nữa đấy là khi mà các bạn
đã có kệ, đã chuẩn bị cho cái ngày khai trương, thì các bạn phải lên một cái kế hoạch để tiếp thị làm sao để cho nhiều người có thể biết đến cửa hàng của mình. Vì chỉ phục vụ một cái tập khách hàng nhỏ trong khu vực, khách với và một số lượng phần trăm cái lượng khách vãng lai thì nó cũng ít, nên các bạn không cần phải áp dụng các cái chương trình tiếp thị quảng cáo nó rầm rộ quá. Các bạn chỉ cần làm các cái mục như sau, thì các bạn nên đặt tên cửa hàng. Các bạn có thể sử dụng tên cá nhân hoặc tên người thân trong gia đình, đặt một cái tên nào đấy cho nó thật là dễ gọi và đọng lại trong cái trí nhớ của người khách hàng càng tốt nha các bạn. Các bạn làm bảng quảng cáo, biển bảng ấy, thì có thể đặt một chiếc biển quảng cáo nhỏ ở phía trước và làm biển bảng phủ hết cái mặt trước của cửa hàng, ghi tên đầy đủ các cái ví dụ như tên cửa hàng này, các cái như số điện thoại, địa chỉ, và những có thể là ghi hai bên các cái mặt hàng mà các bạn đang kinh doanh. Chỉ cần ghi ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ và gây ấn tượng để thu hút khách hàng nha các bạn. Các bạn nên chú trọng một chút về cái dịch vụ khách hàng. Cửa hàng tạp hóa là quy mô kinh doanh truyền thống của Việt Nam, vì thế các bạn để có thể cạnh tranh trực tiếp với các cái ông lớn của các cái Vinmark hoặc là Eleven, thì các bạn phải chú ý đến cách giao tiếp một chút, xây dựng một chút cái thái độ phục vụ thân thiện, niềm nở để tạo ấn tượng với khách hàng. Mình biến cái cửa hàng tạp hóa nhỏ của mình thành một cái Vinmark hoặc là Eleven thu nhỏ để cạnh tranh với các cái siêu thị mini có ở trong cái khu vực các bạn càng tốt nha các bạn. Vì bây giờ cái ấn tượng từ cái nhân viên bán hàng đối với khách hàng cũng là một cái cách để các bạn tiếp thị cho cái cửa hàng của các bạn, nên là các bạn nên chú ý về cái thái độ phục vụ và cái cách bán hàng để có thể thu lại cái lượng khách nó đông hơn nha các bạn. Chiến lược, các bạn có thể đề ra một số các cái chiến lược marketing để tiếp thị quảng cáo ở trong cái khu vực các bạn. Như các bạn có thể thực hiện các cái chương trình khuyến mãi trong các cái ngày khai trương hoặc là các cái ngày lễ, hoặc các cái ngày gọi là các cái ngày lễ lớn ở trong năm ấy, thì các bạn có thể làm một số các cái chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá. Ngoài ra với các cái cửa hàng bán tạp hóa tầm trung thì các bạn có thể tham khảo thêm các cái chương trình tích điểm, ưu đãi giá bán cho khách hàng quen, giao hàng tại nhà. Đấy, hiện nay theo cái công nghệ 4.0 nên là khách hàng cũng rất thích là các bạn giao hàng tận nơi, nên là bây giờ các bạn cũng có thể áp dụng các cái chương trình mua hàng, giao hàng đến tận nhà để khách hàng có thời gian để làm các công việc khác, thì nó cũng là một cách để tiếp thị và marketing cho cửa hàng nha các bạn. Tiếp theo đấy là cái mình muốn chia sẻ, đấy là cái thủ tục và những cái giấy tờ cần để phục vụ cho cửa hàng. Thì nhiều chủ cửa hàng tạp hóa thì cho rằng là kinh doanh cửa hàng tạp hóa quy mô vừa và nhỏ thì sẽ không cần giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm nha các bạn. Với các cái cửa hàng tạp hóa nhỏ để kinh doanh thuận lợi thì các bạn cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh gia đình với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi cửa hàng và
các bạn đang có ý định để mở nha các bạn. Sau khi đăng ký cái giấy kinh doanh thì các bạn sẽ được yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước với cái khoản thuế dao động từ khoảng 300.000 một tháng. Một quý là 900.000, là vì thường thường họ theo cục thuế họ sẽ về tận cửa hàng của các bạn, họ thu theo từng quý một. Một năm sẽ có 4 quý thì họ chia thành 4 lần họ về nha các bạn. Mỗi cửa hàng thì dao động từ 300 cho đến 400.000 trong một tháng, thì họ sẽ cộng dồn lên thành 4 quý là sẽ thu theo 4 lần nha các bạn. Cái thuế 300.000 này nó sẽ gồm 100.000 thu nhập cá nhân và 200.000 là tiền thuế giá trị gia tăng, để các bạn được biết về cái số tiền này là những cái số tiền như thế nào. Thì đấy, mình vừa chia sẻ đấy là 300.000 thì nó sẽ chia ra 100.000 là tiền thu nhập hàng tháng của bản thân mình và 200.000 là thuế giá trị gia tăng của cái mặt hàng, để các bạn được biết. Ok, cái phần giấy tờ và các cái loại thuế xong thì bây giờ các bạn cần chú ý đến cái mục tiếp theo, đấy là mục mua sắm dụng cụ thiết bị cho cửa hàng. Đầu tiên, để mở một cái cửa hàng tạp hóa thì các bạn cần phải lên kế hoạch bố trí không gian cửa hàng với hệ thống giá kệ được trưng bày, quầy thanh toán một cách thông minh và dễ nhìn nha các bạn. Tùy theo cái diện tích và cái không gian của cửa hàng thì các bạn có thể bày kệ ngang hoặc bày kệ dọc. Các bạn có thể bày theo các cái kệ được bố trí trong cửa hàng thì có thể dễ mua sắm hoặc dễ lựa chọn. Quầy thanh toán thì sẽ được bố trí ở phía ngoài để tránh các cái trường hợp khách họ lấy đồ xong họ đi thẳng ra ngoài, mình không quan sát được nhé các bạn. Thường thì các bạn nên để bên ngoài để có thể quan sát tổng thể được cái cửa hàng của mình nó dễ dàng. Trong các cái trường hợp mà cửa hàng của các bạn bán thêm các cái mặt hàng như nước uống, các loại kem như Tràng Tiền, Merino, sữa chua, các loại thực phẩm đông lạnh thì các bạn cần trang bị thêm các cái máy làm mát hoặc tủ đông. Trung bình chi phí để mua cái giá kệ trưng bày tủ lạnh làm mát trong cửa hàng tạp hóa thì dao động từ 20 cho đến 70 triệu. Vì các cái tủ làm mát ví dụ như của hãng kem hoặc một số hàng sữa chua thì họ có chương trình cho mượn tủ, nên các bạn chỉ cần đầu tư một cái tủ, có thể đầu tư một cái tủ đông lạnh để bán đồ đông lạnh thôi các bạn. Còn các cái tủ kia thì các bạn có thể liên hệ với một số hãng sữa chua hoặc kem để các bạn có thể mượn tủ nha các bạn. Cái phần quan trọng nhất mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là lựa chọn các cái nhà cung cấp hàng hóa cho cửa hàng của mình. Thì để bắt đầu kinh doanh, các bạn sẽ phải làm một việc với các cái nhà buôn hoặc là nhân viên tiếp thị của từng cái nhà hàng để có thể nhập hàng hóa thực phẩm cần thiết như rượu bia, thuốc lá, đồ gia dụng và các cái hàng hóa khác để đa dạng cái nguồn hàng cho cửa hàng. Ban đầu khi mà chưa có nhiều kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa, tìm kiếm nguồn hàng thì các bạn có thể nhập từ các cái đại lý hoặc siêu thị bán buôn tạp hóa. Việc này sẽ giúp bạn có thể nhập hầu hết các loại mặt hàng từ một nhà cung cấp mà không phải liên hệ nhiều nơi. Khi mà đã mở cửa hàng tạp hóa, các nhân viên tiếp thị nhà hàng sẽ tự động đến làm việc và đặt vấn đề cung cấp hàng hóa trực tiếp
Nếu mà nhập hàng trực tiếp từ đây thì giá cả nó sẽ được giảm rất là nhiều nha các bạn. Và các bạn sẽ được hưởng tất cả các cái chương trình mà từ nhà phân phối hoặc là từ công ty phân phối các cái mặt hàng đấy đưa ra nha các bạn. Một kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa nhỏ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong trường hợp này là khi các bạn lấy hàng, chớ nên tham khuyến mãi mà chiết khấu mà nhập quá nhiều hàng nha các bạn. Cũng đừng tin tưởng thái quá vào các cái nhân viên tiếp thị trong một vài trường hợp khi muốn đẩy hàng tồn, hàng kém chất lượng. Một vài đối tượng xấu có thể giả danh nhân viên tiếp thị của hàng để đến mời chào và nhập hàng. Tốt nhất các bạn hãy yêu cầu họ để lại hàng mẫu để các bạn so sánh rồi mới nhập hàng. Thì đấy cũng là một cách để các bạn tránh được các cái trường hợp mà lừa đảo, lừa các cái mặt hàng kém chất lượng nha các bạn. Tiếp theo mình muốn chia sẻ cho các bạn đấy là cái cách trưng bày và bố trí hàng hóa trong cửa hàng. Để kinh doanh cửa hàng tạp hóa, bạn sẽ cần cung cấp rất nhiều các cái chủng loại sản phẩm khác nhau với một diện tích giới hạn trong cửa hàng mà bạn có. Thì các bạn sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng, đẹp mắt, thuận tiện cho khách hàng khi mua sắm là được nha các bạn. Một số cái nguyên tắc bố trí hàng hóa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất đấy là bố trí hàng hóa các cái sản phẩm mà ăn nhanh như bim bim, nước giải khát, bánh mì, bánh ngọt. Các cái sản phẩm này thì thường là cái hạn nó sẽ rất là ngắn nha các bạn. Vì nó là các cái mặt hàng ăn nhanh dành cho các cái trẻ em, nên là các bạn nên đặt ở vị trí ngay cửa hàng, cửa ra vào hoặc ngay cái khu vực các bạn quầy thu ngân ấy, để các bạn có thể khi mà khách hàng họ thanh toán, thời gian họ chờ đợi để thanh toán thì họ có thể, ví dụ như con cái họ đi cùng thì họ có thể mua cho con của họ rất là nhanh hết nha các bạn. Thứ hai là các cái sản phẩm cần được phân chia theo từng quầy như hàng đồ khô này, hàng đông lạnh này. Các cái sản phẩm thiết yếu bán chạy cần đặt ở các cái vị trí ngang tầm mắt để khách hàng có thể dễ quan sát và lựa chọn. Các cái sản phẩm chiếm diện tích lớn như dầu ăn, bột giặt, rửa chén thì các bạn nên trưng bày ở bên trong, ở khu vực trong cùng của cái cửa hàng. Vì các cái mặt hàng đấy, thứ nhất là đắt, hạn đắt nó dài. Và các cái mặt hàng đấy nó là thuộc các cái mặt hàng bán chậm, mà lâu nó sẽ không cần thiết là phải trưng ra ngoài, để mình phải để cái không gian để các bạn trưng những cái mặt hàng mà hạn đát nó nhanh hết để có thể đẩy nhanh cái mặt hàng đấy đi nha các bạn. Thứ ba đấy là mỗi quầy hàng sản phẩm cần có biển tên chú thích giá bán. Đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy là những cái cửa hàng mà có quầy kệ đẹp nha các bạn, thì các bạn nên in các cái tên sản phẩm bánh kẹo rồi các cái mặt hàng ở trong cửa hàng, có thể in thêm cái giá vào cái khu vực mà các bạn trưng bày để khách hàng họ có thể không cần hỏi giá của mình mà có thể nhìn thẳng vào đó để biết được cái giá đấy của cái mặt sản phẩm đấy là bao nhiêu để họ lựa chọn nha các bạn. Thứ tư đấy là các bạn hãy chú ý đến hạn sử dụng của các cái loại hàng hóa, cũng như là những cái loại hàng hóa mà nhập trước ấy. Các bạn phải để ý các cái mặt hàng nào nhập trước thì các bạn phải xếp ra trước, tránh các cái trường hợp các bạn hàng thì nhập trước các bạn xếp vào trong, trong cái hàng nhập bổ sung thì các bạn lại để ra ngoài. Thì khi mà các bạn không để ý, không giám sát thì rất nhanh các cái mặt hàng mà các bạn nhập trước thì
nó đã hết đạn mà các bạn bán lại, các bạn bán các cái mặt hàng mà nhập sau thì như thế là sẽ gây ra các cái tổn thất rất là lớn cho cửa hàng nha các bạn. Cái mục cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn, cái mục này thì có thể các bạn có thể sử dụng mà cũng không thì cũng không cần sử dụng. Nếu mà cửa hàng của bạn quy mô nó trung bình thì các bạn có thể tự quản lý và tự làm tất cả các cái công việc. Ví dụ như đây là mình muốn chia sẻ cho các bạn mà mở lớn nha, đấy là thuê thêm nhân viên. Các bạn có thể thuê 1 đến 2 nhân viên để có thể vừa bán hàng vừa kiểm tra trong kho, cũng như là xếp hàng lên kệ, giao hàng, thanh toán cho khách hàng. Trong các trường hợp cần người hỗ trợ thì các bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người nhà hoặc thuê thêm nhân viên. Ok các bạn, trên đây là toàn bộ các cái bước kinh doanh cửa hàng tạp hóa nhỏ dạng truyền thống hiện đại mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn hãy tham khảo thêm những cái kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị mini và áp dụng vào cái kế hoạch mở cửa hàng ngoài thực tế của mình để thành công trong cái công việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa này nha các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công trong cái công việc mà các bạn đã chọn và sẽ đạt được nhiều cái thành công trong cái công việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo trong cái kênh của mình. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm các cái video chia sẻ cho các bạn các cái kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị mini ở phía sau nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.